cái đấy nó có thể là một cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm như thế, nó sẽ ảnh hưởng đến em chứ, nó sẽ làm cho em không thể đăng quang được chứ. Tại sao em lại đăng lên làm gì? Em nghĩ rằng là nếu mà mọi người cứ thử nghĩ là xem, ví dụ như em đi thi hoa hậu mà em gặp cái đấy ra, tại sao em lại khoe nó trên mạng xã hội? Mọi người hãy đặt câu hỏi như vậy. Tức là nếu mà em là người lớn và hay là tin đồn về việc là bạn là có bố là đại gia, cho nên là đại gia thế là đương nhiên cho bạn tiền rồi, bạn có thể mua giải được. Lý giải cái câu chuyện là vì sao bạn nghèo nhưng bạn vẫn có tiền để mua giải. Em sẽ lý giải câu chuyện này, cái câu chuyện mà về cái quảng cáo cho áp mình làm cộng thì nó lại còn càng buồn cười hơn nữa. Tức là hồi em chưa đăng quang, hay là em còn nhỏ ấy. Khi mà em còn nhỏ thì có một cái video em đăng tải trên TikTok là cái video có hình ảnh có cái gương mặt em chỉ quay mỗi cái mặt em thôi. Sau rồi lúc đấy là em có cái trạng thái là hồi em chưa biết thì em muốn câu view, ý là muốn là mọi người vào xem cái video này đi thật nhiều đi. Đó, thế là em để một cái mặt em, xong rồi em ghi là có một cái câu đấy, một cái caption nói chung là nó dễ gây hiểu nhầm. Và em ghi vào đấy thì em thấy là cái bài bóc phốt ấy là mọi người cắt cái ảnh đấy ra thì mình đưa lên. Đó, thì nó sẽ gây hiểu nhầm. Chứ nếu mà mọi người mà xem cả cái clip đó thì mọi người xem toàn bộ thì mọi người sẽ thấy là chỉ có mặt em thôi. Và nếu mà và có những bạn đã inbox video cho em thì bạn fan bạn hỏi là tại sao mà chị lại quảng cáo như thế thì em mới nói là không có cái chuyện như thế xảy ra. Và nếu như mà em nói là chị quảng cáo cho những cái như thế thì chị quảng cáo cái gì, thì các bạn lại nghĩ không ra là mình quảng cáo cái gì, và các bạn lại nói là em xin lỗi chị, tại vì em cũng ra em đọc được thông tin đấy và em chưa xác minh. Thì đó, thì quý vị cứ lặp lại cái vấn đề rằng là nếu như nói rằng em quảng cáo cho người nào cộng thì mình phải có hình ảnh, thông tin mình phải có những cái hình ảnh xác thực, mình phải có những cái địa chỉ cụ thể, hay là mình phải có những cái gì đó để mình chứng minh rằng mình đã làm được. Nhưng mà của em thì thực ra là em cũng rất là xin lỗi, đồng nghĩa đầu tiên là em phải xin lỗi khán giả trước đã, bởi vì là trong những cái ngày em còn trẻ thì em đã có những cái phát ngôn thực sự là nó chưa phải là chuẩn mực, bởi vì em lúc đấy em cũng chưa tưởng tượng ra là cái viễn cảnh là mình sẽ trở thành hoa hậu, cho nên là mình không nói chúng ta những điều đấy. Em nghĩ rằng là những điều mà đã đi qua rồi thì nó là một cái phần của tuổi trẻ, và những cái em sẽ chú ý hơn đến những cái phát ngôn như là điều kiện giữ gìn hình ảnh của mình trong tương lai. Vậy còn tin đồn bạn là có đại gia bao nuôi, và đại gia đấy hoàn toàn có thể mua giúp bạn mua giải được? Dạ vâng, thực ra thì cái tin đồn đấy em sẽ phủ nhận luôn, thì em chẳng có đại gia nào cả. Bởi vì là nếu như quý vị khán giả biết quý vị đại gia sẽ là ai, tên là gì, nhà hàng đâu thì quý vị bảo em biết với, chứ em cũng thực sự là em cũng không biết, và em cũng chưa được ai cho gọi là quá nhiều tiền trong cuộc đời em cả. Em chỉ biết trả lời như vậy. Thế còn những cái tin hình ảnh tin nhắn như vậy thì bạn lý giải như thế nào về những hình ảnh tin nhắn? Có một số cái hình ảnh thì không, em nghĩ rằng là nếu mà mọi người cứ thử nghĩ là xem, ví dụ như em đi thi hoa hậu mà em gặp cái đấy ra, tại sao em lại khoe nó trên mạng xã hội? Mọi người hãy đặt câu hỏi như vậy. Tức là nếu mà em, đó là những cái mà được cắt ra từ những cái em đăng lên đó, thì tại sao mà em đăng lên mà em lại phải khoe cái thứ này? Vì em biết là cái đấy nó có thể là một cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm như thế, nó sẽ ảnh hưởng đến em chứ, nó sẽ làm cho em không thể đăng quang được chứ, tại sao em lại đăng lên làm gì? Đó là một cái tin nhắn, những cái đoạn tin nhắn mà em trêu đùa với bạn bè em, và nhắn tin là trêu là à mày là đại gia của tao các thứ kiểu như vậy, mày chuyển tiền cho tao các thứ như thế để trêu mọi người thôi, thì em mới đăng lên công khai như vậy. Chứ còn không bao giờ có chuyện là mình, giả sử như mình có cặp kè thật đi thì mình không bao giờ mình lại có thể làm những cái chuyện nó phải tố lăng như vậy. Đó là cái mọi người phải, ý là em nói hơi dài dòng chứ để mọi người hiểu được vấn đề là tại sao cái quy chuẩn công việc, và em phủ nhận cái tin đồn mà cặp kè. Nhớ đâu bạn chưa kịp dọn dẹp cái trang mạng xã hội của bạn. Tôi rất là tò mò vì sao bạn lại không khóa cái trang mạng xã hội của bạn trước khi diễn ra kỳ thi. Vâng, thực ra thì em nghĩ rằng là tất cả những cái gì mà mình đã đăng tải rồi mà mình để cho mọi người được thấy, cũng một phần em muốn mọi người hiểu được con người của mình. Và em nghĩ rằng là nếu mà mình không làm sai điều gì thì tại sao mình lại phải khóa hết các trang mạng xã hội? Ý là mình những cái điều mà mình đăng lên, nó có những cái bài viết nó nói về cái tâm sự của em, những cái mà em suy nghĩ, những cái mà em đau đớn trong lòng, và em muốn mọi người xung quanh cũng hiểu được cái điều đấy, thì cho nên em vẫn giữ lại các trang mạng xã hội và em không khóa sau khi mà em đăng qua. Bởi vì em nghĩ rằng là có thể mọi người sẽ soi được à đâu đấy có những cái câu nói hay là có những cái dòng em biết nó chưa được phù hợp cho lắm, hay là những cái câu chuyện gì đấy nó đã xảy ra trong quá khứ, thì cái đó thì em cũng chỉ biết là xin lỗi và mong quý vị khán giả thông cảm, tại vì ai
em có một tuổi trẻ và năm nay thì em là một cô gái 23 tuổi, chắc chắn là sẽ vẫn còn rất nhiều thứ em cần phải học hỏi cho người trong tương lai để có thể giữ hình ảnh bản thân nó trở nên xứng đáng hơn với cái danh hiệu. Bạn đang học ở trường đại học Tiến Dân đúng không? Đã hoàn thành chương trình học rồi, tại vì so với một cái sinh viên như em bây giờ là chúng em thực ra không được nặng môn hóa lâu như vậy đâu. Và cái lý do mà em chưa tốt nghiệp đó là bởi vì em chưa đủ chứng chỉ tin học. Chúng em cái khoa của em trường trong trường kinh tế quốc dân thì có rất là nhiều khoa và từng tùy từng khoa, có những khoa mình chỉ cần học xong chương trình là mình có thể tốt nghiệp được, nhưng mà những khoa của em là có yêu cầu phải chứng chỉ tin học và chứng chỉ tiếng Anh. Và thì em đã đủ chứng chỉ tiếng Anh nhưng em chưa đủ chương trình tin học quốc tế, vì cho nên là em vẫn đang học trao dồi để mình có thể hoàn thành được cái chương trình tin học đó mình đủ để mình ra trường. Bạn thì có vẻ như là bạn cũng tự tin rằng là mình xứng đáng với cái vị trí hoa hậu này đúng không? Vương miện này nó cũng xứng đáng với bạn. Nhiều người thì nói rằng là cái vương miện này có vẻ hơi quá sức với Thùy Hằng. Khi mà ban tổ chức trao vương miện cho em, tức là mọi người đã đặt lòng tin vào em, thì em không thể là nói với công chúng là tôi không xứng đáng trước vương miện, đúng không? Dù em có tự ti, em có sợ và em có cảm thấy là mình chưa đủ tốt thì em cũng sẽ giữ cái điều đó trong lòng để em phấn đấu trong tương lai. Thì em sẽ không nói là mình không xứng đáng. Và em tất nhiên em cảm thấy mình xứng đáng, bởi vì rõ ràng là mình cũng là một cô gái xinh đẹp mà, mình cũng có học vấn mà, tại sao lại không thể mình không thể xứng đáng trong khi mình đối xử với mọi người bằng một cái trái tim yêu thương và chân thành. Trừ khi là có thể ngoại hình mình không đẹp nhất, mình không phải cô gái đẹp nhất, mình không phải người trình diễn đẹp nhất, nhưng em tin rằng là những cái điều đó mình không trình diễn được, mình không học được. Và mình không đẹp thì là bố mẹ mình sinh ra đã như vậy, cho nên là mình yêu thương và trân trọng nó. Em nghĩ rằng chỉ cần mình trân trọng bản thân mình mới có thể yêu cầu người khác tôn trọng mình được. Chào mừng mọi người đã đến với tiết mục múa dân gian dân tộc Kinh với Sông Phú Thọ. Anh đã rất là dư nghiệp. Và cũng là của một diễn viên múa cũng rất nghiệp dư. Thôi, bắt đầu. Rất là dẻo đấy ạ. Cảm ơn bạn biểu diễn có sự phụ họa của hoa hậu Vũ Hao của chúng ta. Vâng, một chút tài lẻ như vậy thôi cũng thể thấy rằng là